trọng là biết là bị càng chưa hết rồi đâu. Bữa nhất con nói được 6% rồi, con cuối cùng giờ là chị Hồng Quyền cùng với lại trợ lý ra về. Đỡ chị nha, chị mệt lắm rồi đó. Vô anh Quyền. Vô anh Quyền. Chị Quyền mặc áo vàng rất là đẹp cô quý anh chị. À, khán giả bay quanh chị Ngọc Quyền luôn. Rồi Ngọc Quyền lên xe cả nhà. Đâu luôn đâu rồi. Chị Quyền mệt mệt chứ lúc nào cũng có những người vui người. Tức là cái lòng tiền của chị quá đẹp. Bích Châu ơi, có đi theo này không? Đây còn dương chỗ cho nổi. Trời ơi. Lẹ để bỏ bỏ bỏ. Đây là mẹ nuôi của Hữu Luân này. Rồi nghe nghệ sĩ Quyền cũng ra về chung với lại những người quen, những người thân trợ lý đâu. Phía bên này thì con Trần vô đẩy xe này phụ cho anh Tẩy Trang anh về cái. Được chưa? Vịnh sao? Để giúp em anh Vịnh, để giúp em đây nè. Đẩy xuống không? Để rồi, rồi không có ngã đâu em. Rồi. Rồi đủ được chưa? Khoan em giữ ơi. Rồi, vô thế đi. Được chưa? Ông vô thế ông đẩy cái chân xuống ông mới chạy được. Giúp cái vụ này thôi nha, cái vụ kia kêu giúp nó thôi nha. Được chưa? Ông chọt cái chân xuống nó mới được. Rồi được rồi phải không? Trời ơi. Đập máy. Giờ có thấy đâu đập máy. Anh đập máy giùm cho ổng đi, em Vịnh ở phía sau cho. Rồi. Rồi ông vô kiếm cái xe nào xinh xịn chút xíu, xe gì còn đập máy thời này. Rồi, quá là nổ cô chú chị ơi. Rồi. Về nha. Chị vô rồi em. Chở bê, chở rìu búa rồi. Quá dữ, quá dữ. Lại la, cho anh ra. Lại la, cho anh ra. Đây cũng còn ít đồ nữa, cũng có nghệ sĩ nào chưa biết à. Hiện tại giờ anh Vũ Lân cũng chưa có ra của chú anh chị. Đó, trợ lý cũng xuống rồi. Cô cũng về à, má nuôi Vũ Lân cũng về à. Mẹ nuôi giờ 2 giờ sáng rồi, người mẹ nuôi cũng còn ở đây nghe thằng con để dặn là dặn do nuôi điều sẽ rồi. Chị đó cũng hát cái
cứ chị cái chị ngồi đầu vậy. Chưa thấy nghệ sĩ đâu luôn. Chưa. Nãy đi chung với hai anh, thắng là nãy không? Đợi nè, đang đợi xuống nè. Comment này để rồi. Để vô trong rồi bà thử coi. Rồi xuống rồi thấy liền rồi. Chưa xuống hả cô? Còn chỉnh hả cô? Đang trò chuyện với fan tôi chưa ra. Cô là cô 2 giờ sáng cô đứng đây cũng trong ngóng. Cô nghệ sĩ Vũ Luân đang chờ nghệ sĩ Vũ Luân xuống nha nha. Fan đang chụp hình quá trời luôn. Cho nghệ sĩ Vũ Luân đây cả nhà. Bây giờ đợi chưa về được. Nãy lúc mà mình từ trên nó xuống á gọi là hả fan vẫn còn quay kính luôn á anh. Cô đang gọi cho Vũ Luân. Xin chào cô chú anh chị, giờ anh Vũ Luân cũng lên xe đi về cô chú anh chị ơi. Đó, đây là chiếc xe của nghệ sĩ Vũ Luân. Ở phía bên sau hơn chừng là mẹ của Vũ Luân thì cũng đang làm cái mấy đậu cụ rồi trở về. Nghe nói xe Ngọc Quyền là xe này à, cô chú anh chị. Giờ Vũ Luân cũng ra. Có tài xế ở nhà. Vũ Luân có tài xế chở. Xe. Ngồi phía sau, anh ngồi phía sau, anh đang tải xe. Cô Vũ Luân ra rồi cô. Dạ. Về cho khỏe. À. Mẹ nuôi của anh Vũ Luân ở đây nghe. Trợ lý của nghệ sĩ Vũ Luân. Rồi anh ra gặp mẹ nuôi của Vũ Luân này cả nha. À chưa ra cũng chưa ra. Trời ơi, thấy xe ra mình tưởng ra, chưa ra con chú anh chị ơi. Chưa ra cả nhà ơi. À. Xe ra trước chờ anh Vũ Luân xuống. Đậu cụ này cũng phải chào mẹ cái cùng mới về nữa. Nghệ sĩ Ngọc Quyền cũng chưa ra nha cô chú anh chị. Còn kẹt ở cho trong hậu trường. À chị Ngọc Huyền ha, cô chú anh chị ạ. Ở cái xe đi luôn rồi con. Ủa vậy về hả cô? Rồi vậy cái đóng trước luôn rồi. Ủa vậy chứ xe sạch. Cô còn nói tụi bay canh hay quá à. Về nào tụi bay không hay. Trời ơi hay thiệt chứ. Để cô gọi lại xác nhận ra tính chính vậy đó. Vậy là cho đó rồi chiếc xe chạy ra đó cô chú anh chị. Rồi Vũ Luân cũng mới về rồi đó. Về rồi, xe Vũ Luân về luôn kìa, đâu có trở lại đâu. Vũ Luân về rồi hả em? Đó, đó xe đó cô chú anh chị. Ngồi bên tay phải. Rồi. Mẹ dâu nhớ đi, đừng về đừng nói chuyện tôi nha. Rồi Vũ Luân cũng về rồi cô chú anh chị ơi. Really? He just walk away.